Đức Giê-hô-va là đấng thánh của các ngươi, đấng tạo thành Israel, tức vua của các ngươi. Đức Giê-hô-va là đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, phán như vậy. Đừng nhớ lại sự đã qua và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các người há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Những thú đồng với muôn rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc đặng cho dân ta đã chọn được uống. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt, Ngài đã giải cứu dân sự ngày xưa, và Ngài cũng đã giải cứu chúng ta, ban cho chúng ta một cuộc đời mới qua dòng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta biết ơn Ngài và tâm linh chúng ta vui mừng để bật lên khúc ca ngợi khen Ngài trong thời gian này. Just be real.
Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 9 cho chúng ta biết rằng trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Thật, chúng ta là những người đã tin nơi sự cứu chuộc của Chúa, không còn sống trong tội lỗi nữa, nhưng chúng ta sống đắc thắng nhờ sự đổ huyết. Quyền năng Đức Chúa Trời khiến Chúa Giê-xu sống lại và chúng ta được sống với một đấng sống. Chúng ta cùng ca ngợi Ngài, cùng biết ơn Ngài vì Chúa đã cứu chuộc chúng ta, mua chuộc chúng ta bằng huyết của Ngài. Chưa tin nhận Ngài, còn ai đang hoài nghi về sự cứu chuộc của Chúa thì sẽ được Thánh Linh mở lòng
tìm về lại với chính đấng tạo dựng chúng con. Xin Chúa cho chúng con tìm về lại trong chính chân lý của lời Chúa, mạnh mẽ bước đi với Ngài. Chỗ nào chúng con vấp ngã, xin Chúa sửa dạy, Chúa đỡ chúng con lên để chúng con tiếp tục lên trình trên đất, hoàn thành sứ mạng Chúa giao là đem phúc âm của Chúa cho những người xung quanh chúng con, tức là chia sẻ tin lành cứu rỗi, sự phước hạnh đời đời mà chúng con có được.